Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Thanh Huê có địa chỉ tại Hà Nội với số điện thoại là 0333 289 289. Em có để sẵn trên màn hình. Và các bác nào đang xem video của em mà chưa ấn nút đăng ký thì hãy nhanh tay ấn vào nút đăng ký để cho em thêm động lực ra nhiều video khác, và cũng như là để theo dõi cái video em đăng tải hàng ngày ạ. Vâng, hôm nay thì cái video này em xin test cái chất âm của cái đôi loa đam này cho các bác. Và như hôm trước thì có cái video kia thì em cũng đã giới thiệu về cái đôi loa đam này cho các bác rồi. Và hôm nay thì em sẽ xin phép được test nhạc. Vâng, cái đôi loa đam này là cái dòng sản phẩm chuyên dụng để dùng cho karaoke gia đình cũng như là karaoke kinh doanh. Ngoài ra thì còn để nghe nhạc nữa. Vâng, cái chi tiết cụ thể về cái đôi loa này thì hôm trước em đã nói rồi. Các bác quan tâm thì các bác vào cái video đó để xem. Còn cái video này em sẽ không làm mất cái thời gian của các bác nữa. Em xin phép được test nhạc cho các bác cùng thưởng thức ạ. Này trên thị trường đang bán với cái giá là 25 triệu, nhưng mà bên shop em thì đang sale với cái giá là 12 triệu 500, chỉ bằng một nửa cái giá thị trường. Hàng thì vẫn còn mới, đẹp và zin xuất sắc, các bác có thể yên tâm sử dụng vì em bảo hành cho các bác là trọn đời. Và bác nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Vâng, cái video em test nhạc đến đây là kết thúc. Và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.